Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Stick Kẹo nha. Thì ngày hôm nay hiện tại thì mình đang có mặt ở thung lũng nhà các bạn. Uầy, ai kia vậy hả? Úi dồi, em ơi, đấm tay không em ơi? Cái đậu xanh này. Ui, ui, vỡ đầu nhà em. Ôi dồi ôi, thương chưa này? Thanh niên ơi là thanh niên ơi. Ok, vậy là mình đã có được một mạng đầu tiên nhá. Đây, bỏ luôn cái bụi cây. Và ngày hôm nay thì trong cái video này, mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái bộ trang phục đó là nam nhân ngư nha mọi người. Hay còn được gọi là bộ trang phục người cá nam. Hello, ngoài này thì có ai không nhỉ? Ngoài này hiện tại thì Kẹo chưa thấy ai cả. Và vâng, như vậy thì Kẹo mới chỉ có được một kill đầu tiên ở trong cái ván đấu này. Lượn lờ qua đây thử coi. Và mình vẫn chưa thấy ai cả nha em ơi. Úi dồi ôi, các bạn chạy đâu hết cả rồi vậy? Uầy, có người kia anh em. Ơ nhưng mà hình như là nó đai rồi nha em ạ. À kia, chỗ kia, ngay căn nhà Doraemon có một thằng nữa. Ok, mình cầm UMP và mình sẽ chạy qua luôn. Úi dồi ôi em ơi, chạy vào nhà xanh rồi hả? Ok, anh chạy qua với chú luôn. Thanh niên ơi là thanh niên ơi, làm cái gì vậy hả? Uầy, làm gì vậy hả? Cái đậu xanh này. Vậy là mình đã có được mạng thứ hai ở trong cái ván đấu này rồi nha mọi người ơi. Nói chung là để hạ gục được cái mạng này thì nó khá là dễ dàng và không khó khăn gì cả. Lối này thì sao nhỉ mọi người? Hôm qua các bạn ở trong game Free Fire nó mở bán cái xúc huyền bí. Thế nên là mình có vào xem và thấy là hai bộ trang phục đó là nam nhân ngư với lại nữ nhân ngư thì nó cực kỳ là đẹp. Nên là phải là bỏ tiền túi ra mua luôn để trải nghiệm cho anh em xem nhé. Vòng qua đây coi nào. À, có xe xanh dương hai chỗ này. Lấy tạm xe này chạy cho nó ngon anh em ơi. Sát thủ ơi, nhanh lên xe tôi chở ông ơi. Ui, vẫn đang còn thích ngồi ngai vàng hả? Ngai vàng thì mình đã ngồi quá nhiều lần rồi, nên là mình thật sự là cũng không có quan tâm lắm nha. Có cũng được mà không có cũng được. Ok, chạy qua cái lối này thì coi nào. Và anh em có thể thấy là trong cái ván đấu này còn lại là 32 người chơi nữa. Đó là đã trừ đi hai thành viên của đội tôi. Nào, lượn lờ qua khu này coi nào. Ui, úi dồi ôi em ơi, chạy đâu hả em ơi? Ui, chạy đâu hả em ơi? Úi dồi ôi em ơi, chạy đâu hả? Ok, và headshot luôn nhé. Vậy là mình đã có được mạng thứ ba ở trong cái trận đấu này rồi nha anh em ơi. Ok, và mình vừa lượm được khẩu súng đó là AN94. Khẩu này nó quá là giật luôn, nhưng mà chưa có súng nên là phải dùng tạm khẩu này nhé các bạn. Ok, và chúng ta sẽ chạy qua đây để loot đồ từ cái hòm sắt này cái đã nào anh em ơi. Ok, và có cả Scar luôn nhé. Đây rồi anh em ơi, chuẩn bị lên xe luôn nào. Ok, quá ổn luôn. Sát thủ ơi, lên xe bạn ơi. Ơ kìa, vẫn đang còn người này. À, áo vàng hải quên. Áo vàng hải quên. Ok, đã xong. Rất là nhanh chóng thì Kẹo đã có cho mình được mạng thứ tư nhá. Chở tôi đi kiếm người đi ông ơi. Hôm nay thì sẽ giao cho sát thủ cái nhiệm vụ lái xe này. Lái xe và đi kiếm người đi ông ơi. Để tôi với ông là cùng ăn mạng luôn nào. Trên này vẫn đang khá là yên bình và Kẹo thì chưa thấy có ai ở đây cả. Hello. À kia, đúng rồi, lao thẳng phía trước mặt ông ơi. Hình như là có hai team đang bắn nhau. Căng rồi nhá. À đây, tông hai đứa này. Ok, quá hay. Ui, và đây nữa. Úi dồi, cái đầu xanh. Đây, mình sẽ rút ra cái đá. À, rút cái này luôn, không cho nó đẻ trứng này. Rồi nhá, chúng ta lại có thêm được đạn súng tiểu liên. Ơ nhưng mà mình muốn kiếm được khẩu súng đó là MP40 cơ. Ở đây thì mới chỉ có là P90 thôi nha em ơi. Nên là mình sẽ chơi tạm khẩu này nhá. Rồi này, qua hòm sắt này coi. Ồ, lại có thêm đạn tiểu liên. Ở đây thì sẽ có cả giảm thanh nữa. Ok,
Ơ kìa, sát thủ ơi, ông lấy giảm thanh của tôi rồi hả? Nhanh vậy bạn tôi. Hiện tại thì mình đang chưa có một súng, đó là FAMAS cộng với súng tiểu liên MP40 này. Hello bạn ơi, nhanh lên xe bạn ơi, lên xe để chạy đi săn người này bạn ơi. Lút đồ cái gì mà lâu vậy hả ông? Lút đồ lâu như vậy thì công nhận là tôi cũng chịu ông luôn. Chúng ta sẽ chạy lên cái phía ở đây coi. Hello, và vẫn đang rất là vắng nhá. Nào để coi. Uầy, người ở đâu vậy hả? Sát thủ ơi, sát thủ lại ăn mạng lẻ rồi nha em ơi. Cái đậu xanh chứ lại. Ăn mạng mà không báo với anh em gì cả. Hay lắm bạn tôi. Uầy, câu liệu cả. Căng rồi nha. À đủ, ở đây có người. Úi dồi ôi, cái đầu. Và vỡ đầu luôn nhé. Thế là xong. Cái team này thì tôi ăn được một mạng. Sát thủ cũng ăn được một mạng luôn. Lại gặp hai đứa thủ nhà cơ. Ok ngon. Vâng, mình đang có là rất nhiều đạn súng trường, nhưng mà đạn súng tiểu liên thì lại hơi bị ít này. À đây, chúng ta sẽ có thêm đạn tiểu liên nha mọi người. Vứt bớt đạn súng trường đi và lượm cho đạn tiểu liên. Ok, quá là ngon. Tầm khoảng là hơn 100 viên đạn tiểu liên. Như này là ổn rồi nha mọi người. Uầy, sát thủ ơi, chờ tôi với ông ơi. Ơ nhưng mà xe của tôi với ông nổ rồi. Cái đậu xanh. Ghét mấy cái thằng lúc nãy vãi trưởng. Chúng nó dám phá nổ xe của mình. Như này thì bây giờ tôi với ông chỉ có nước là chạy bộ thôi. Chứ còn xe nữa đâu mà đi ông ơi. Trong UAV hiện tại là không thấy ai cả này. Vắng quá nhiều mọi người. Sát thủ ơi, chờ mình theo với. Bạn chạy gì mà nhanh vậy hả? Ồ, phía dưới kia có thính đây là. Sát thủ nó nhanh chân nhanh cẳng. Nó chạy xuống chắc là để lượm thính đây mà. Uầy, nhanh vậy. Hình như là sát thủ nó lượm thính rồi anh em ơi. Cái đậu xanh bạn tôi. À không anh em ạ, ở bên dưới có người nữa. Đúng rồi ông, xây cho nó luôn. Ồ, một đứa đã bị nốc vào đây. Còn một đứa ở ngay trong tầm măng nữa. Ok, chạy vào luôn. Anh lại sợ chú quá nhỉ. Hello thanh niên. À đây rồi, đây rồi. Ok, sát thủ nó lại ăn mạng nữa rồi. Từ nãy đến giờ thì mình chỉ có là giữ nguyên cái số lượng kill, đó là 6 kill thôi nha em ơi. Ồ, đứa nào chạy xe vậy hả? Mình nghe thấy tiếng xe khá là gần. À kia, chuẩn bị xây xe nào nha em ơi. Úi dồi ôi, xây xe nào. Xuống xe em ơi. Ok. Úi dồi bạn ơi, nốc một nhé. Vào đây, kêu nó luôn. Ơ kìa, lại có xe nữa hả? Căng rồi nhá, căng rồi nhá, căng rồi nhá. Đúng rồi em ơi, cái gì vậy hả em? Vậy là kẹo đã có được mạng thứ 8 rồi nhá mọi người. Anh em thấy ghê chưa? Con xe ở đây hiện tại nó vẫn còn nát một xíu, nhưng mà tôi nghĩ là vẫn chưa ok. Nòng giảm thanh thì mình vẫn đang để ở trong alo. Tôi là tôi có nòng giảm thanh nhưng mà không dám trang bị. Cơ bản là nếu như mà trang bị cái nòng giảm thanh ấy thì cái lượng sát thương của súng nó sẽ bị giảm. Sát thủ nó lại ăn hết kill thì công nhận là quá chán luôn. Vậy nên là mình sẽ không trang bị nòng giảm thanh. Hello, ở đây có ai nữa không nhỉ? Vẫn đang rất là vắng anh em ạ. Và hầu như là mình lượn lờ chạy xe như này, chẳng thêm một ai nữa. Wow, để coi. Chúng ta sẽ chạy lại thung lũng một lần nữa nhé anh em. Uầy, bây giờ là còn lại có 10 người thôi này anh em ơi. Cố gắng kiếm thêm vài cú nữa, top 1 là được rồi các bạn ạ. Lên lối trên này thì coi nào. Uầy, mình sẽ chạy qua là gốm luôn. Và có lẽ là sẽ dùng cái cầu vàng kia để qua bên phía bên kia anh em ạ. Đây, tiếp tục chạy nào. Đang rất là vắng người và kẹo thì chưa thấy thêm một ai nữa cả. Vắng quá trời luôn anh em ơi. Đây, chúng ta sẽ chạy theo con lối này. Nói chung là chúng ta đang cảm nhận một cái bầu không khí vô cùng là yên tĩnh anh em ơi. Khá là vắng vẻ.
Ôi, mình chưa thấy thêm mặt ai nữa. What the hell? Mệt mỏi đi kiếm người. Ở kia có thính nhá các bạn. Chạy qua luôn. Chạy qua để lượm thính thế nào. Tôi nghĩ là xung quanh thính sẽ có khá là đông người nhá. Hello, có ai không vậy? Ồ, không có ai cả. Ok, mình sẽ lấy tạp phóng lựu. Sát thủ ơi, tại sao bạn rẻ tiền vậy hả? Nó chặn tường băng để định là không cho mình lút thính anh em ơi. Bạn bè kiểu gì mà sống lỗi thế nhỉ? Ồ, ở đây. À, chặn xe thằng này. Sới xe nó ơi. Mười cái đậu xanh. Kìa kìa, đã sới xong rồi cả. Sới nhanh vậy hả ông? Tôi đang định là nhảy lên xe rồi là cũng sẽ là sới nó với ông luôn. Ok ngon. Bây giờ là kẹo đã có được cho mình là 4 viên đạn phóng lựu M79 rồi nhá mọi người. Như này thì chơi quá đã rồi nha em ơi. Hello, trong UAV không thấy ai cả. Rất là vắng các bạn ạ. Và chúng ta sẽ lượn lên phía cổng trời coi. Ồ, trên cổng trời có người nha các bạn ơi. Cứ chạy thẳng lên rồi là chúng ta sẽ thấy người nhé. Ôi kia rồi, kia rồi, người kia rồi các bạn ạ. Chạy qua luôn không là mấy thằng khác nó lại ăn mất mạng của mình thì sao nhỉ. Đây ok. Wow đây hả. À, gắt à nha. Một viên phóng lựu này, nóc này. Từ từ anh cho chú lên bảng điểm số luôn. Úi trời ơi em ơi, lên bảng điểm số nhé. Kìa kìa, đứa nào nó chạy bó kia hả. Ok chúng ta sẽ ra ngoài. Bạn ơi chở mình với. Đi thẳng phía trước mặt bạn ơi, có hai đứa này. Tông thằng đang chạy kia đi. Úi dồi ôi, ở lại bóc à. Hay lắm em ơi. Cái đậu xanh, ăn đại phóng lựu này. Ok. Lên xe nào sát thủ ơi. Ở đây còn một đứa nữa. Căng rồi nha. Ăn tông nhà em. Ok. Vậy là kẹo đã có cho mình được mạng thứ 11 nhá. Wow, vậy là chỉ còn lại có hai người chơi nữa. Ơ kìa ai vậy? Ai vậy hả? Kia hả? Úi dồi ôi. Ai hả? Sát thủ ăn mạng rồi. Chán quá nhỉ. Hiện tại thì mình đang có là 17 mắt xem. Bây giờ là sẽ là cuộc chiến giữa team của mình và một thiên nhiên còn lại. Thôi xong rồi. Kiểu này chắc là bạn cuối cùng sẽ được chết một cách là không toàn thây. Cơ bản là team tôi nó chơi cực kỳ là cục súc. Wow, sát thủ muốn phá xe. Để cho là sát thủ nó kêu mạng dễ hơn anh em ơi. Cái đậu xanh. Thằng này được lắm em ơi. Này, dựng tấm băng cho nó này. À, vẫn chạy qua được tấm băng cả. Hay lắm bạn tôi ơi. Ok, mình chạy lên để kiếm mạng với bạn luôn. Anh em có công nhận là khổ thân thanh niên bó cuối không ạ? Còn đúng có một đứa nữa. Thằng này kiểu gì là cũng sắp mặt thôi. Ồ tăng giáp hả? Không cho ăn. Không cho ăn. Không cho ăn nhé. Wow bạn tôi. À, dựng tấm băng. Chôn tôi luôn cả. Úi dồi ôi. Sát thủ ơi là sát thủ ơi. Ok, mình đã ra ngoài được rồi nhé. Wow, nó vẫn quyết định là sẽ ăn cái hộp sửa chữa giáp. Hay lắm bạn tôi. Có mỗi cái hộp nâng giáp thôi mà. Tôi với ông là có phải là chơi đều với nhau không vậy? Hello, thằng cuối đâu rồi nhỉ anh em ơi? Pha này thằng cuối sắp mặt với team của mình rồi. Úi dồi ôi, thằng cuối đâu rồi nhỉ? Mình chưa có thấy thằng cuối đâu anh em ạ. Ơ kìa, what the hell? Vậy là sát thủ nó đã hạ gục thằng cuối. Cay thật, không cho đồng đội bắn chung này. Ok, dẫu sao chúng ta cũng đã được nhân giống ở trong cái vài đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.